hồng là loại hoa được trồng phổ biến nhất ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên, việc trồng hoa hồng lại không dễ dàng chút nào vì những bệnh do nấm và vi khuẩn gây ra như là đen thân, dĩ sắt, xương mai hay là mốc xám và nhiều loại côn trùng xâm hại đến vườn hồng nhà bạn. Việc hàng ngày nhìn vườn hồng nhà mình ngày càng khô héo vì bệnh và không có cách chữa trị, thì giờ đây nỗi muộn phiền đó sẽ được xóa tan nhờ vào chế phẩm sinh học thảo mộc được làm 100% từ thiên nhiên mang tên Bicarbonate. Sản phẩm được nghiên cứu bởi trường Đại học Bách khoa Hà Nội và được chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ, nghiên cứu triển khai các hoạt chất sinh học, bộ môn công nghệ dược và bảo vệ thực vật, được công ty cổ phần sáng tạo Bách khoa sản xuất. Chế phẩm sinh học thảo mộc Bicarbonate có các công dụng chính như là kích rễ, trị mầm, trị nấm, thối nhũn, bóc xương, mốc xám và xua đuổi các loại côn trùng gây hại, giúp cây hoa hồng ra trời mập mạp và say hoa, an toàn với cây trồng và con người. Hiện nay, chế phẩm sinh học thảo mộc Bicarbonate đang được sử dụng tại vườn lan Tây Chi ở Lâm Đồng và vườn lan Trung Hiếu ở thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình khuyến mãi tháng 6 khi mua combo 3 lọ thảo mộc Bicarbonate chỉ với giá 140.000 đồng bạn sẽ được miễn phí vận chuyển tận nhà. Đặc biệt hơn nữa, khi mua một hộp 12 lọ thảo mộc Bicarbonate bạn sẽ được giảm giá từ 420.000 đồng còn 395.000 đồng. Liên hệ ngay số điện thoại để được tư vấn và đặt hàng về chế phẩm thảo mộc Bicarbonate ngay nhé.